Xin chào tất cả các em, xin mời các em cùng đến với 35 phút môn tiếng Anh, chương trình tiếng Anh lớp 8 Global Success Unit 1. Number 1, up, one out, chọn từ khắc loại. Từ khắc loại ở đây có thể là khác về nghĩa hoặc loại từ. Giờ xin mời em, các em cùng đến với bài. Number 1, chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là article, là bài báo. Và tất cả là các môn thể thao. Number 2, chúng ta sẽ chọn là đây là radio. Radio là phương tiện chứ không phải là các cái thể loại phim ở trên truyền hình. Documentary là phim tài liệu. Cartoon là phim hoạt hình và news là tin tức. Number 3, chúng ta có adorable, rất là đáng yêu. Enjoyable là rất là thích thú. Boring là buồn tẻ. Và addicted là nghề. Thì đây chúng ta sẽ chọn đáp án là câu là addicted, ở đây là nghiện, addicted nghiện. Vậy đây chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D, đúng không ạ? Bởi vì nó nói về cái cảm xúc của người là mình nghiện cái gì. Còn câu A, câu B, câu C là nói về tính chất của cái vật gì đó. Number 4, article, bài báo màu kim. Birdwatching ở đây là một cái hoạt động, một cái sở thích. Đây chúng ta sẽ chọn câu này. Còn tất cả liên quan đến báo chí hết. Number 5, tất cả các động từ nghĩa là thích, chỉ có từ hate có nghĩa là ghét thôi. Bây giờ xin mời các em cùng đến với phần này. Sau chúng ta đã học các động từ chỉ sự yêu thích đúng không ạ? Theo sau đó thì chúng ta sẽ dùng là verb in. Thế đây hoặc là to verb, chỉ có các từ, một vài từ chúng ta dùng được cả hai trường hợp. Ở đây chúng ta từ love là yêu, chúng ta sẽ dùng được hai cách. Going hoặc là to go. Tiếp theo, từ hate. Spending hoặc là to spend. Rồi, còn đây là going em nhé, sau giới từ cộng verb in. Sau love dùng được hai cách, to drink hoặc là drinking. To love listening or to listen. Fancy chỉ cộng được doing thôi, watching. Prefer ở đây là doing to writing. Ok, verb in là thích làm gì hơn làm gì. Love to hang out. Đi ra ngoài với bạn bè hoặc là hanging out. Detest ở đây là rất là ghét, mà chúng ta chỉ dùng được verb in thôi. To invite cũng cộng verb in. Turning. Number 10, adore, cộng verb in là đam mê, walking. Bài hôm nay chữa sách, gọi là chữa tiếng Anh lớp 8, Global Success, bài kiểm tra 15 phút, Test Unit 1. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.